Kính chào khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2024. Trong chương trình Thời sự tối nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Trà Vinh tổ chức diễn đàn khởi sự doanh nghiệp cho thanh niên trong tỉnh. Trường Đại học Trà Vinh phối hợp với các trường đại học trong khu vực tổ chức diễn đàn sinh viên năm tốt lần thứ nhất năm 2024. Chuyên đề trả lời ý kiến công dân, ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh, trả lời về giải pháp ổn định giá cam hiện nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay, ngày 28 tháng 10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về báo cáo của đoàn giám sát và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề, việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. Thưa các đồng chí lãnh đạo đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Phó trưởng đoàn giám sát của Quốc hội cho biết, đây là chuyên đề giám sát khó, nội dung phạm vi giám sát rộng do thị trường bất động sản và nhà ở xã hội liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực khác nhau, liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, trong kỳ giám sát đã có nhiều sự thay đổi về chính sách, pháp luật. Phạm vi giám sát không chỉ bao gồm những dự án mới triển khai, mà còn có nhiều dự án đã và đang được triển khai từ trước đó. Giao dịch bất động sản rất đa dạng, dẫn đến những thông tin, số liệu không thể thu thập đầy đủ, phân tách rõ ràng. Qua giám sát cho thấy, giai đoạn 2015-2023, thị trường bất động sản đã có những bước phát triển về quy mô, loại hình, số lượng, hình thức huy động vốn và các chủ thể tham gia, tạo ra khối lượng lớn cơ sở vật chất cho xã hội, giúp cho các ngành sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển và nâng cao điều kiện sống cho các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, tăng trưởng kinh tế của đất nước và góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, từng bước đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người dân. Theo báo cáo của đoàn giám sát, giai đoạn 2015-2023, quy mô giá trị tăng thêm, ngành kinh doanh bất động sản tăng dần qua từng năm, từ khoảng 83.000 tỷ đồng đến hơn 121.000 tỷ đồng, bình quân tăng trưởng 2,72% một năm. Diện tích đất được quy hoạch cho phát triển đô thị tăng lên hàng năm so với tổng diện tích tự nhiên. Tỷ lệ đô thị hóa tăng từ 30,5% năm 2010 lên khoảng 40% năm 2020. Đến cuối giai đoạn giám sát, có khoảng hơn 3.360 dự án phát triển nhà ở thương mại và khu đô thị đã và đang triển khai thực hiện với quy mô sử dụng đất gần khoảng 11.200 hectare. Về nhà ở xã hội, có khoảng 800 dự án đã được triển khai với quy mô trên 567.000 căn, trong đó có 373 dự án đã hoàn thành với quy mô gần 194.000 căn. Bên cạnh những kết quả đạt được, thị trường bất động sản và nhà ở xã hội còn nhiều tồn tại bất cập, phát triển chưa bền vững, mất cân đối cung cầu. Giá bất động sản còn cao so với thu nhập của đa số người dân. Nhiều đô thị bỏ hoang, quản lý chung cư mini còn nhiều bất cập, chưa có phương án xử lý, giải quyết hiệu quả các khu chung cư cũ không đảm bảo điều kiện sống cho người dân. Nhiều dự án gặp vướng mắc, chậm được triển khai. Các loại hình bất động sản mới gặp nhiều vướng mắc pháp lý, thiếu quy định rõ ràng, cụ thể điều chỉnh. Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 chưa đạt yêu cầu. Đa số địa phương chưa hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội. Một số địa phương còn có nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp phát triển hình thức xây dựng nhà trọ cho công nhân thuê do hộ gia đình, cá nhân xây dựng, chưa đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, do đó chưa đảm bảo an toàn, điều kiện sinh sống, làm việc cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp. Cơ bản các địa phương đã quan tâm bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội khi lập, phê duyệt các quy hoạch và khi chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở thương mại phải bố trí quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội. Tuy nhiên còn nhiều địa phương chưa bố trí quỹ đất độc lập để phát triển nhà ở xã hội. Việc phát triển nhà ở xã hội chủ yếu phụ thuộc vào quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại, nhưng việc triển khai còn nhiều bất cập, vướng mắc. Bên cạnh đó, mặc dù các hình thức thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội đa dạng, phong phú, phù hợp, nhưng việc xét duyệt đối tượng và xác minh điều kiện được hưởng chính sách về nhà ở xã hội, chưa có nhà ở, phải cư trú trên địa bàn tỉnh có nhà ở xã hội, thu nhập không thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân, còn nhiều thủ tục phức tạp, rườm rà. Một số quy định không rõ ràng, thiếu cụ thể, công tác phối hợp giữa các sở ban ngành địa phương thiếu chặt chẽ, nên gây khó khăn khi triển khai, thời gian thực hiện kéo dài. Đoàn giám sát cho rằng những tồn tại hạn chế nêu trên do nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Bên cạnh nguyên nhân do quy định pháp luật, cả ở luật và văn bản quy định chi tiết thi hành luật,
về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2015-2023 còn bất cập, phần lớn do việc tổ chức thực hiện các cấp, ngành, địa phương còn nhiều hạn chế, có tâm lý sợ sai, tâm lý nhiệm kỳ. Đoàn giám sát nhận thấy trong năm 2023-2024, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét thông qua nhiều dự án luật quan trọng liên quan trực tiếp đến quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội như Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023. Chính phủ, các bộ ngành đã khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật. Các địa phương cũng đang gấp rút hoàn thiện các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền. Đồng thời, Quốc hội và Chính phủ đang xem xét hoàn thiện nhiều dự án luật khác có liên quan về quy hoạch đô thị và nông thôn, đầu tư quy hoạch phòng cháy chữa cháy, địa chất và khoáng sản, công chứng. Đoàn giám sát kiến nghị Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội trên cơ sở kết quả giám sát, tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thi hành luật mới được ban hành và tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, đồng thời tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội, tạo cơ sở pháp lý cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân. Chiều ngày 26 tháng 10, tỉnh đoàn và Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức diễn đàn khởi sự doanh nghiệp cho đoàn viên thanh niên khởi nghiệp gắn với tuyên dương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu năm 2024. Tại chương trình, các đoàn viên thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu, doanh nhân trẻ, hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên, thành viên câu lạc bộ khởi nghiệp và các tác giả đạt giải cao trong cuộc thi ý tưởng dự án khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2024 được chia sẻ các chủ trương, chính sách phát triển và hỗ trợ khởi nghiệp, trao đổi những kinh nghiệm, kỹ năng và tư vấn về cơ hội lĩnh vực liên quan đến khởi nghiệp, giới thiệu về các tổ chức hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các giải pháp thúc đẩy nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đồng thời trao đổi về việc áp dụng mô hình kinh doanh online, xây dựng các kênh truyền thông trên nền tảng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm. Bên cạnh đó, các thanh niên khởi nghiệp còn được trao đổi về việc định hướng tìm ý tưởng khởi nghiệp, đưa các dự án ý tưởng tiềm năng tiếp cận với các nhà đầu tư, đáp ứng nhu cầu thị trường. Diễn đàn về khởi sự doanh nghiệp cho đoàn viên thanh niên khởi nghiệp nhằm tạo điều kiện để doanh nhân trẻ, các hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên và đoàn viên thanh niên khởi nghiệp bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển và hỗ trợ khởi nghiệp. Qua đó cũng kịp thời hỗ trợ phát triển các câu lạc bộ khởi nghiệp, phát triển ý tưởng khởi nghiệp và kết nối các câu lạc bộ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dịp này, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã trao giấy khen cho 11 tập thể và 22 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh năm 2024. Ngày 27 tháng 10, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức diễn đàn sinh viên năm tốt lần thứ nhất năm 2024 và thành lập mạng lưới sinh viên năm tốt tại các trường cao đẳng, đại học, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với chủ đề sinh viên năm tốt hơn cả một danh hiệu, tại diễn đàn các đại biểu và sinh viên của Trường Đại học Trà Vinh được nghe các tham luận của các sinh viên đến từ Trường Đại học Xây dựng miền Tây về lan tỏa và nâng cao chất lượng phong trào sinh viên năm tốt, trường cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng, những bài học, mô hình hay và giải pháp thực tế trong việc đạt được những tiêu chí sinh viên năm tốt. Trường Đại học Trà Vinh với nội dung sinh viên năm tốt từ lý thuyết đến thực hành. Cũng tại diễn đàn, Ban chấp hành Hội sinh viên các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long còn tổ chức đối thoại với sinh viên tham gia diễn đàn. Đây là cơ hội để các sinh viên trao đổi, chia sẻ những khó khăn và đưa ra các giải pháp xây dựng phong trào sinh viên năm tốt vững mạnh hơn trong thời gian tới. Qua diễn đàn này cũng nhằm giúp các sinh viên hiểu hơn về các tiêu chí để đạt được danh hiệu sinh viên năm tốt và là nguồn cảm hứng để các sinh viên Trường Đại học Trà Vinh phấn đấu học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích sáng tạo, góp phần xây dựng tỉnh nhà vững mạnh, hiện đại và văn minh. Ngày 27 tháng 10, Trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức cuộc thi Ý tưởng nghiên cứu khoa học kỹ thuật lần 2 năm 2024. Tham gia cuộc thi có 27 học sinh đến từ 20 trường trung học phổ thông trong và ngoài tỉnh. Cuộc thi lần này thu hút 39 đề tài dự thi đến từ 20 trường trung học phổ thông thuộc các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bến Tre, Hậu Giang và Đồng Tháp. Sau quá trình đánh giá, ban tổ chức đã trao các giải nhất cho các đề tài ứng dụng hỗ trợ tư vấn triệu chứng và quản lý sức khỏe toàn diện của nhóm tác giả Võ Thị Ngọc Trâm,
và Lê Thanh Trúc thuộc trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tiền Thành, tỉnh Trà Vinh. Trao hai giải nhì cho đề tài thiết bị hỗ trợ xử lý ao và cho tôm con ăn đạt hiệu quả hơn của tác giả Trần Chí Văn, trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, tỉnh Bến Tre. Và đề tài thiết bị tích hợp dự đoán và khắc phục trực tiếp xâm nhập mặn tại vùng đồng bằng sông Cửu Long của nhóm tác giả Bùi Nguyễn Đăng Khôi và Đặng Gia Minh, trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Quang Diêu, tỉnh Đồng Tháp. Cuộc thi ý tưởng nghiên cứu khoa học kỹ thuật không chỉ là sân chơi bổ ích để học sinh thể hiện sự đam mê nghiên cứu khoa học mà còn giúp phát hiện và ươm mầm các tài năng trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là dịp để cán bộ, giảng viên các trường trung học phổ thông và trường đại học Trà Vinh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, từ đó mở ra những cơ hội hợp tác học thuật sâu rộng hơn trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân huyện Duyên Hải vừa tổ chức sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2024. Báo cáo cho biết trong tháng 10 năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện Duyên Hải thực hiện giá trị sản xuất đạt gần 94% kế hoạch. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi được kiểm soát tốt, sản lượng thủy sản chăn nuôi và trồng trọt cao hơn cùng kỳ. Bên cạnh đó, huyện Duyên Hải cũng phát triển doanh nghiệp đạt 110% kế hoạch, đưa lao động đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng ở nước ngoài tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Báo cáo cũng cho biết đến nay huyện Duyên Hải đã thu thuế đạt trên 93% chỉ tiêu. Các chính sách đối ngoại với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong năm 2024, tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện Duyên Hải tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi và động vật thủy sản, vận động người dân thực hiện tiêm phòng đàn vật nuôi, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản, vốn ba chương trình mục tiêu quốc gia, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đạt chỉ tiêu, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội trên địa bàn. Sáng nay, ngày 28 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận cho trên 160 đại biểu là cán bộ của Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở các xã, thị trấn và ban công tác mặt trận ấp, khóm trên địa bàn huyện Trà Cú. Lớp tập huấn được tổ chức trong thời gian 3 ngày. Các đại biểu được quán triệt một số nội dung trọng tâm của nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029, cùng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh. Bên cạnh đó, tham gia lớp tập huấn, các đại biểu còn được quán triệt những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, những nội dung cơ bản về đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch và các chính sách dân tộc, công tác dân tộc của Đảng và nhà nước, công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Mục đích của lớp tập huấn là nhằm nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về công tác mặt trận sau Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, đồng thời tiếp tục tăng cường tổ chức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động cho đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp ở cơ sở, góp phần thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Ngày 26 tháng 10, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh kết hợp với Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cầu Kè tổ chức khởi công xây dựng cầu giao thông ở ấp 1 xã Phong Phú. Hòa thượng Thích Trí Minh, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh cùng lãnh đạo chính quyền địa phương đến dự. Đây là công trình được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh chọn chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Cây cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép có chiều dài 55m, mặt cầu rộng 4,5m, kinh phí xây dựng 2,5 tỷ đồng do Hòa thượng Thích Trí Minh, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh vận động nhóm kết nối thiện hạnh ở thành phố Hồ Chí Minh và bà con Phật tử trong tỉnh tài trợ. Dự kiến cây cầu sẽ xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý 1 năm 2025, góp phần cho xã Phong Phú hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương trong thời gian tới. Ngày 27 tháng 10, Công đoàn cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh tổ chức giao lưu bóng chuyện hơi nữ nhân kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh. 31 tháng 10 năm 1992, 31 tháng 10 năm 2024. Tham gia giao lưu bóng chuyền hơi nữ lần này gồm có 4 đơn vị, gồm Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh, Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh, Ủy ban Nhân dân xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải và Ủy ban Nhân dân xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè.
Chương trình giao lưu bóng chuyền hơi nữ năm nay do Công đoàn Cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh tổ chức nhằm duy trì phát triển phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe và tạo không khí vui tươi phấn khởi, tăng cường giao lưu đoàn kết giữa các đơn vị, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các cán bộ công chức viên chức và người lao động của các đơn vị. Và đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh 31 tháng 10 năm 1992, 31 tháng 10 năm 2024. Thưa khán giả, mới đây qua các cuộc tiếp xúc cử tri của Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện Cầu Kè cho thấy, hiện nay người dân rất lo ngại về giá cam giảm sâu, làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. Nhiều cử tri mong muốn tỉnh có biện pháp ổn định giá cam để người dân yên tâm sản xuất. Trước tình hình này, ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đã dành cho phóng viên chương trình trả lời ý kiến công dân. Cuộc trả lời phỏng vấn sau đây. Xin chào ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh. Thưa ông, nhiều người dân trong tỉnh, nhất là những người dân ở huyện Cầu Kè, đang rất lo ngại về giá cam giảm sâu như hiện nay. Xin ông chia sẻ về vấn đề này. Cây cam sành có thể nói là một loại cây mang lại cái thịnh vượng cho nông dân trong vài năm qua. Bởi lẽ cái thời điểm năm 2021 đến năm 2022 thì giá cam sành là có lúc lên đến 20.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên thì đến năm 2023 thì giá cam đã bắt đầu lao dốc và nhiều tháng liền là giá cam sành là liên tục đứng ở mức là 5.000 đồng trên kg. Có thời điểm là xuống còn chỉ 2 đến 3.000 đồng trên kg thôi. Cụ thể là từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2024 thì giá cam luôn ở mức là từ 5.000 đến 7.000 đồng trên kg. Và hiện tại thì giá cam ở mức thấp nhất chỉ còn là 2 đến 3.000 đồng trên kg, khiến cho người trồng cam bị thua lỗ nặng. Trước tình hình đó thì nhiều người dân mong muốn là tỉnh kêu gọi đầu tư chế biến sản phẩm từ trái cam để nâng cao giá trị trái cam. Vậy thì ông có ý kiến gì về vấn đề này? Không hơn ai hết đó là bà con nông dân. Chúng ta cần khắc phục các cái hạn chế như là phát triển tự phát quá nhiều và chạy theo cái phong trào, làm cho cái việc mà cung nó vượt cầu. Nên chăng đó là người nông dân chúng ta cũng hết sức lắng nghe và phối hợp với là chính quyền địa phương trong việc là quy hoạch cái vùng nông nghiệp và trong cái công tác là quy hoạch lại vùng trồng, cân đối lại sao cho nó phù hợp. Cụ thể là bà con không nên là phát triển mới thêm cái diện tích trồng cam sành nữa. Đồng thời thì cũng cần chuyển đổi các cái diện tích cam sành mà già cỗi là đã trên 5 năm sang các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế bền vững hơn, phù hợp và đặc thù với từng cái khu vực. Và để tháo gỡ những cái khó khăn trên thì thứ nhất là ngành nông nghiệp cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh là phê duyệt cái nhiệm vụ tạo lập và quản lý, quảng bá phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho trái cam sành của Trà Vinh. Đồng thời cũng đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ nghiên cứu về quy trình công nghệ sản xuất các cái sản phẩm chế biến từ trái cam sành nhằm đa dạng hóa các cái sản phẩm, thúc đẩy ngành hàng phát triển. Thứ hai đó thì để thực hiện cái nhiệm vụ mà khoa học công nghệ này thì yêu cầu là công ty cũng như là doanh nghiệp phải có cái cam kết chuyển giao cái kết quả. Do vậy thì ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cũng đã phối hợp cùng với là sở ban ngành cũng như là địa phương là tham mưu cho tỉnh để mời gọi công ty doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia kết nối đầu tư sơ chế biến cũng như là chế biến sâu các cái sản phẩm từ trái cây nói chung và trong đó là có cái trái cam sành, để mà nâng cao cái giá trị sản phẩm cũng như là giúp cho người nông dân là an tâm sản xuất. Thưa ông, nhiều người dân còn mong muốn ngành nông nghiệp cùng với các ngành liên quan tìm thị trường ổn định tiêu thụ cam để tránh tình trạng rớt giá như hiện nay. Xin ông cho biết về vấn đề này. Thì hiện tại thì ngành nông nghiệp cũng đã và đang phối hợp với các sở ban ngành cũng như là hội đoàn thể của tỉnh là phối hợp và cũng như là kết nối các cái kênh tiêu thụ giúp cho bà con nông dân. Và trong cái thời gian tới thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương cùng với địa phương đẩy mạnh cái công tác là xúc tiến thương mại, tìm thị trường tiêu thụ để ổn định cái đầu ra cho trái cam sành.
Tuy nhiên thì cũng cần thông tin thêm với bà con, đó là cái thị trường tiêu thụ trái cam sành chủ yếu là tiêu thụ nội địa với cái hình thức là sử dụng tươi là chủ yếu, và hiện nay thì cái sản lượng cam làm nguyên liệu cho chế biến chiếm cái tỷ lệ thấp, nhưng qua thống kê sơ bộ từ địa phương thì hiện nay cái diện tích cam sành tự phát của bà con là khá nhiều, làm cho cái việc cung vượt cầu. Đề nghị bà con nông dân chúng ta cần cân nhắc trước khi cái việc mà chuyển đổi từ cái đất mà kém hiệu quả sang các cái loại cây trồng khác. Đặc biệt là lưu ý đến cái diện tích mà cam sành già cỗi. Ngoài ra thì chính quyền địa phương cũng cần phải chủ động rà soát lại cái diện tích cam sành trong quy hoạch cũng như là ngoài quy hoạch, cụ thể là về cái khả năng phát triển cây cam sành. Bên cạnh đó thì cần tăng cường tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân là tham gia thực hiện để phát triển theo cái hướng là quy hoạch của địa phương cũng như là của tỉnh, tránh cái tình trạng là phát triển ồ ạt, phá vỡ cái quy hoạch, làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp chung của tỉnh, và tăng cường công tác là tuyên truyền, vận động và hướng dẫn thành lập các cái tổ hợp tác cũng như là hợp tác xã, củng cố và nâng cao năng lực cho các thành viên tổ hợp tác và hợp tác xã, tạo điều kiện thuận lợi cho các cái tổ chức này hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bởi vì nếu như canh tác theo hướng kinh tế tập thể thì mới làm cầu nối cho chủ thể tham gia liên kết với các cái công ty cũng như là xí nghiệp và bao tiêu các sản phẩm đầu ra, hạn chế cái cam sành mà rớt giá như hiện nay. Một vấn đề nữa cũng rất là được nhiều người dân đề cập đến, đó là ngành nông nghiệp cần cơ cấu lại diện tích trồng cam, tránh tình trạng trồng tự phát như hiện nay. Theo người dân thì đây cũng là nguyên nhân gây mất giá cam. Xin ông cho biết thêm về vấn đề này. Theo dự báo của các chuyên gia thì trong thời gian tới là trái cam sành cũng sẽ không tăng cao như những năm là 2021-2022. Do đó bà con cần cân nhắc việc chuyển đổi cây trồng khác sang loại cây trồng này, đó là điều thứ nhất. Và thứ hai đó thì bà con cũng hết sức đặc biệt quan tâm đến cái việc là loại bỏ các cái diện tích cam sành là cho trái nhiều năm hay còn gọi là già cỗi. Thứ ba đó, nếu có thể được thì bà con nên phối hợp nghe tư vấn của chuyên gia và chính quyền địa phương để chuyển đổi sang các cái loại cây trồng chủ lực cũng như là đặc thù của địa phương, và hiện tại là cũng đang là có hiệu quả kinh tế bền vững hơn, ví dụ như là cây dừa chẳng hạn. Hiện tại thì cái loại cây trồng này mang lại hiệu quả bền vững và góp phần là giảm phát thải khí nhà kính, tích lũy cái tín chỉ carbon trong tương lai. Cái thứ tư đó là địa phương cần phải rà soát lại các cái diện tích đó là đất trồng lúa theo đúng quy hoạch của địa phương, việc sử dụng là đất trồng lúa và quy hoạch của tỉnh để đáp ứng cái diện tích là đăng ký thực hiện cái đề án của chính phủ, đó là phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 mà các cấp đã phê duyệt. Vâng ạ, một vấn đề cuối cùng xin ông chia sẻ ngắn gọn, đó là những giải pháp để ổn định giá cam hiện nay của ngành nông nghiệp tỉnh ạ. Theo tôi thì để giá cam mà bình ổn hay chấp nhận được thì trái cam cung ứng ra thị trường phải là đảm bảo sản lượng vừa đủ cũng như là chất lượng phù hợp với thị trường. Tuy vậy thì ngành nông nghiệp cũng đã và đang phối hợp với các sở ban ngành cũng như là hội đoàn thể làm cánh tay nối dài để kết nối các cái kênh tiêu thụ để giúp bà con nông dân có cái giá bán được tốt hơn. Đồng thời thì thời gian qua thì sở nông nghiệp cũng đã tiếp tục là phối hợp với sở công thương cùng địa phương đẩy mạnh các cái công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ đầu ra cho trái cam sành, và đó cũng là cái giải pháp cần thiết để ổn định giá cam và hỗ trợ cho người trồng cam sành trong thời gian tới. Xin được cảm ơn ông với những thông tin vừa rồi.